Theo kế hoạch công bố trước đó, trong năm 2024 này, hãng xe Trung Quốc Cherry sẽ chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam, với hai thương hiệu con là Om Oda và Zeco. Trong đó, thương hiệu Om Oda sẽ ra mắt hai mẫu xe ở thị trường Việt Nam là C5 và E5. Mới đây, một chiếc xe điện Om Oda E5 đã bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam, khi đang được vận chuyển trên đường phố Hà Nội. Điều này chứng tỏ ngày xe ra mắt thị trường Việt Nam không còn xa. Đây chính là phiên bản thuần điện của mẫu SUV cỡ nhỏ Om Oda C5 cũng sắp bán ở Việt Nam. Trước khi trình làng tại Việt Nam, Om Oda E5 đã được bán ở thị trường Indonesia vào hồi đầu năm nay. Indonesia chính là một trong những thị trường đầu tiên trên thế giới đón nhận mẫu ô tô điện Trung Quốc này. Hiện thông số kỹ thuật và trang bị của Om Oda E5 dành cho thị trường Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe sở hữu trang bị giống với Om Oda E5 tại Indonesia. Nguyên nhân là bởi Om Oda E5 bán tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Om Oda E5 sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt 4.400mm, 1.830mm, 1.590mm và chiều dài cơ sở 2.630mm. Với kích thước này, xe sẽ là đối thủ của VinFast VF E34 tại Việt Nam. Không chỉ kích thước, mà thiết kế tổng thể của E5 cũng không thay đổi nhiều so với người anh em C5. So với C5, mẫu xe điện này chỉ có một số thay đổi ở ngoại thất như lưới tản nhiệt đóng kín, hốc gió trung tâm rộng hơn vành la răng với thiết kế khí động lực học và sự biến mất của ống xả phía sau. Tương tự ngoại thất, nội thất của ống Oda E5 cũng gần như được bê nguyên từ C5 sang. Sự khác biệt của mẫu xe này so với C5 bao gồm cần số điện tử nằm sau vô lăng và sự biến mất của núm xoay chỉnh màn hình giải trí ở cụm điều khiển trung tâm. Tại khu vực này, xe được trang bị một dãy nút bấm, mang đến cảm giác gọn gàng cho nội thất. Ghế được bọc ra phối hai màu tương phản, bên cạnh những chi tiết ốp gỗ và ốp kim loại ghế trước có thiết kế thể thao trong khi hàng ghế sau có cửa gió điều hòa. Ngoài ra, mẫu xe điện này còn có vô lăng bọc da vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền, với màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12.3 in, hệ thống đèn viền LED 46 màu, điều hòa chỉnh bằng cảm ứng, cửa sổ trời một mảnh. Các trang bị an toàn cũng khá đầy đủ với 7 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường giữ làn khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, cảnh báo tiền va chạm hay phanh khẩn cấp tự động. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu SUV điện này là motor có công suất tối đa 204 mã lực và mô men xoắn cực đại 340 Nm. Bên cạnh đó là pin có dung lượng 61 kW, mang đến quãng đường di chuyển 430 km sau một lần sạc đầy. Thời gian tăng dung lượng pin từ 30 đến 80% bằng bộ sạc nhanh là 28 phút. Giá bán của ông Oda E5 tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, xe có giá khởi điểm khoảng 778 triệu. Như vậy, khi về Việt Nam, mẫu ô tô điện này nhiều khả năng sẽ có giá không rẻ. Giá bán dự kiến kém hấp dẫn, cộng thêm bất lợi vì không có hạ tầng chạm sạc, sẽ khiến mẫu xe này gặp không ít khó khăn khi cạnh tranh tại Việt Nam.